Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Khanh giới thiệu cho nhà mình một dòng phuộc dành cho chiếc CX5, CX8 và dòng phuộc Cooney. Đây là dòng phuộc được sản xuất tại Hà Lan. Cooney là một trong những thương hiệu có tuổi đời 150 năm về phuộc. Quý anh chị có thể yên tâm về độ trải nghiệm trên dòng phuộc này. Và đặc điểm của phuộc Cooney Khanh giới thiệu cho nhà mình, đó là bên trong của nó gồm có hai van. Một van sẽ làm nhiệm vụ là giúp cho cái phuộc êm hơn ở những cái đoạn đường sốc, và một van sẽ làm nhiệm vụ giúp cho những cái đoạn đường nhẹ nhàng êm ái mà không bị chồng chành xe. Đó là đặc tính của phuộc Cooney. Đây là những cái dòng phuộc rất là cao cấp. Thì để quý anh chị hình dung ra được cái phuộc này vận hành như thế nào thì quý anh chị có thể coi một cái video đó. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái cách vận hành trên một dòng xe châu Âu, một dòng xe châu Á. Và phuộc Cooney này quý anh chị có thể lắp đặt được trên những cái dòng xe châu Âu, những dòng xe VinFast giống như Lexus A, Lexus SA, và những cái dòng xe châu Âu BM, Mercedes, Audi, Porsche. Đây là những cái dòng phuộc rất là cao cấp và có tuổi đời rất là lâu. Thành ra quý anh chị hãy yên tâm về chất lượng sử dụng nha. Bây giờ Khanh sẽ bóc hộp cho quý anh chị coi cái phuộc của chúng ta. Đây, đây là cây phuộc Cooney. Rồi. Đây là Cooney Active nha. Rồi. Rồi, quý anh chị coi nè, độ sắc sảo nè. Rồi, Made in Holland nè. Đó. Độ sắc sảo của cây phuộc. Từng vị trí mối hàng, từng vị trí mối hàng. Đó, quý anh chị coi nè, rất là đẹp, rất sắc sảo nha. Rồi. Đây là các phần ti. Đây là phần ti phuộc nè. Đây là cây phuộc sau. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho nhà mình là cây phuộc trên. Đây. Đây là dòng phuộc Cooney dành cho những chiếc xe có hệ thống treo mắt person. Treo mắt person là cái phuộc này. Thì như quý anh chị đã biết rồi, nó sẽ xoay khi quý anh chị đánh lái luôn. Nó là treo mắt person, một trong những hệ thống treo rất là đơn giản. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ không có một cái cảm giác lái tốt tí nào. Nhưng khi mà quý anh chị gắn phuộc Cooney này vào thì sẽ giúp cho anh chị có một cái trải nghiệm tốt hơn hẳn. Đây, Made in Holland, quý anh chị có thể coi nè. Những cái mối hàn nè, những cái chi tiết sơn nè, được hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ. Đây, phần ti phía trên nè. Và phía trong đây thì nhà sản xuất họ cũng đã chuẩn bị cho chúng ta một cái hướng dẫn sử dụng nè. Đây là một cái hướng dẫn sử dụng. Rồi. Những cái gọi là ron đệm để chúng ta có thể bắt vào mà không cần phải gọi là chế độ gì hết. Đây là những cái phuộc được fix dành cho từng model xe. Còn chi tiết từng model xe sẽ có giá phuộc như thế nào thì mời quý anh chị có thể liên hệ số điện thoại 0856 13 13 13. Khanh sẽ gửi đến cho nhà mình chi tiết dòng xe của nhà mình đang quan tâm. Xin chào và xin hẹn gặp lại.